Thêm một tin vui nữa cho xuất khẩu nông sản Việt Nam, đó là dự kiến ngày mai ngày 8 tháng 12, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ ký nghị định thư về xuất khẩu thạch đen sang Trung Quốc tại cuộc họp trực tuyến giữa hai bên. Thạch đen là cây trồng mang đặc thù của các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều nhất là tại Lạng Sơn. Đây được coi là giấy thông hành chính thức để sản phẩm này có thể xuất khẩu chính ngạch sau 2 năm đàm phán. Trước đó, các chuyên gia kiểm dịch thực vật thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã sang Việt Nam kiểm tra, đánh giá vùng trồng và cơ sở đóng gói chế biến thạch đen để chuẩn bị cho việc ký nghị định thư. Thưa quý vị, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, làng hoa Chợ Lách sẽ đưa ra thị trường khoảng 17 triệu sản phẩm các loại. Xin được nói thêm là làng hoa Chợ Lách là một trong hai vựa hoa kiểng lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long cùng với làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hiện khoảng 6.000 hộ dân các xã của huyện Chợ Lách đang tham gia sản xuất hoa kiểng cho vụ Tết. Ngoài những cây kiểng chủ lực như mai, kiểng tắc, bông giấy, kiểng tạo hình, hoa treo, cúc mâm xôi, vạn thọ, làng hoa Chợ Lách còn đầu tư các giống cây nhập từ nước ngoài về với nhiều chủng loại mẫu mã, trong đó có nhóm kiểng nhỏ để trang trí trong nhà. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng theo dự báo, thị trường hoa kiểng Tết tới đây vẫn ổn định và phát triển. Dự kiến, làng hoa Chợ Lách sẽ đưa ra thị trường Tết Tân Sửu khoảng 17 triệu sản phẩm các loại. Thưa quý vị, Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày và khả năng lượng khách tham quan sẽ tăng mạnh do một năm dài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và thực hiện theo kế hoạch kích cầu du lịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với chủ đề là Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, các điểm du lịch trên địa bàn của tỉnh này đã được triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách tham quan. Tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, các điểm tham quan vườn cây ăn trái cũng được chuẩn bị sẵn sàng đón du khách. Năm nay quýt vườn nhà chín sớm, nên ông Đoàn Anh Kiệt, điểm tham quan Hai Kiệt, xã Long Hậu, cho mở cửa đón khách sớm hơn mọi năm. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được chủ vườn chú trọng. Năm nay mình cũng phải chuẩn bị nước rửa tay, rửa khuẩn để cho bà con sát khuẩn tay trước khi vào tham quan. Riêng đối với khách đoàn thì mình nhắc nhở đoàn là cho khách đeo khẩu trang để phòng chống dịch nó tốt hơn. Với lợi thế cách làng hoa thành phố Sa Đéc 7 km, diện tích 1,7 hectare quýt hồng đang sai trái. Chủ điểm tham quan Hưng Phát, xã Hòa Thành cũng đang có những bước chuẩn bị trang trí lại điểm tham quan để phục vụ du khách được tốt hơn. Về khâu chuẩn bị mà vườn đồ á, thì em có chuẩn bị thay đổi những cái bông hoa mới, trồng lại những cái lối bông hoa để hai bên đường đi để tạo thêm một số tiểu cảnh mới cho chụp hình. Toàn huyện Lai Vung hiện có 9 điểm tham quan vườn cây ăn trái, đủ điều kiện mở cửa đón khách tham quan. Bên cạnh việc hướng dẫn các điểm du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách, ngành văn hóa huyện cũng đang tập trung quảng bá hình ảnh trái quýt hồng đến với du khách gần xa. Thì từ đầu năm đến nay thì đã tập trung cho thực hiện công tác này là truyền thông thông qua các pano, áp phích, rồi tuyên truyền thông qua đài, rồi các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên gần gũi, động viên, khuyến khích các điểm tham quan là mỗi năm mình có cái bước đổi mới. Những người nông dân miền Tây làm du lịch cùng những đặc sản quê nhà như cây quýt hồng, những món ăn dân gian đậm chất Nam Bộ sẽ là điều thú vị với du khách gần xa khi đến những điểm tham quan vườn cây ăn trái ở Lai Vung vào dịp lễ Tết sắp tới. Xin được chuyển sang thông tin về thị trường giá cả nông sản. Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay biến động từ 1 tới 2 ngàn đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 65 tới 71 ngàn đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Thái Bình, giá lợn hơi báo tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên mức 70.000 đồng 1 kg. Ngược lại, giá lợn hơi tại Hà Nội lại giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 66.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi toàn vùng được thu mua trong khoảng từ 65.000 đến 69.000 đồng. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn có chiều hướng giảm. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, giá lợn hơi giảm mạnh 2.000 đồng 1 kg xuống 68.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Khánh Hòa, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống mức 69.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận, giá lợn hơi được thu mua với mức thấp hơn 66 đến 69.000 đồng 1 kg.
Miền Nam, giá lợn hơi đồng loạt tăng tại Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 1.000 đồng 1 kg, lên mức 71.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh An Giang, giá lợn hơi hôm nay lại báo giảm 2.000 đồng 1 kg, xuống mức 69.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam đang dao động trong khoảng từ 68 đến 71.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Thời sự Nông thôn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin vui vẻ về tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 năm 2020 ước đạt 388.000 tấn với giá trị đạt 207 triệu đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2020 đạt 5,74 triệu tấn và 2,85 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng tới 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý là trong gần một tháng qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ, từ mức là 495 đô la Mỹ một tấn vào đầu tháng đã lên khoảng 498 đô la Mỹ một tấn vào gần cuối tháng. Nguyên nhân chính là do nguồn cung từ vụ mới chậm đưa ra thị trường khiến tình trạng khan hiếm làm giảm giá xảy ra. Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn biến tăng giảm trái chiều trong tháng 11, song nhìn chung giá tăng nhẹ so với tháng 10 năm 2020. Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng 1 kg, lên mức 6.200 đồng 1 kg. Lúa OM2514 tăng 400 đồng 1 kg, lên mức 6.300 đồng 1 kg. Lúa gạo thường ở mức 10.500 đồng 1 kg, gạo thơm đặc sản Jasmine ở mức 14.500 đồng 1 kg. Tại Kiên Giang, giá lúa giảm do mưa bão gây ngập úng, với lúa IR50404 giảm 200 đồng 1 kg xuống còn 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa OM6976 ở mức 6.900 đến 7.200 đồng 1 kg. Lúa OM5451 giảm 200 đồng 1 kg xuống 7.000 đến 7.100 đồng 1 kg. Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 tại huyện Vũng Liêm được ghi nhận ở mức cao 6.000 đồng 1 kg lúa tươi và 6.800 đồng 1 kg lúa khô. Lúa hạt dài tươi ở mức 6.300 đồng 1 kg, lúa khô ở mức 6.900 đồng 1 kg. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường dự báo, dự kiến tháng 12 và thời gian tới, giá gạo sẽ bình ổn trở lại do nguồn cung từ vụ thu đông đang phơi dần và nguồn cung từ vụ lúa đông xuân sẽ bắt đầu từ 1 cho đến 2 tháng tới. Thưa quý vị, mới đây Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, chỉ trong 3 ngày lưu lượng nước trên các sông Krông Anna, Krông Nô đã đổ về và gây ngập một số địa bàn của huyện Krông Nô và Cư Rút. Hậu quả đã gây thiệt hại 1.600 tấn cá của bà con. Nước lũ trên sông Krông Nô khiến hơn 120 lồng cá và 3 hecta ao cá, tổng trọng lượng khoảng 800 tấn cá tại Giáp Buôn Choa, huyện Krông Nô bị ảnh hưởng, gây chết cá do sốc nước. Ngoài ra, hơn 20 lồng cá, chủ yếu cá lăng đuôi đỏ, tại thị trấn Ea Tring, huyện Cư Rút bị trôi hoàn toàn. Tương tự, tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, có 119 lồng cá với trọng lượng hơn 830 tấn cá của người dân nuôi trên sông Krông Anna bị ảnh hưởng. Trong đó có 5 lồng bị mất trắng, 114 lồng bị nước dồn ép gây chết từ 50 đến 70% số cá. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra tình hình thiệt hại do nước lũ tại các huyện Krông Nô và Cư Rút, đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương làm việc với các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Krông Nô làm rõ thông tin về việc vận hành xả lũ gây thiệt hại ở vùng hạ du các huyện trên.